Xin mời quý vị tiếp tục cập nhật các thông tin trong nước đáng chú ý. Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành chương trình hỗ trợ tài chính dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với tổng hạn mức hỗ trợ là 560 tỷ đồng. Theo đó, chương trình sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới sáng tạo, hỗ trợ trong lĩnh vực nông lâm thủy sản, lĩnh vực chế biến chế tạo, doanh nghiệp hoạt động cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải. Các ngân hàng nhận ủy thác cũng cam kết bố trí nguồn vốn đối ứng đầy đủ để đồng tài trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được quỹ chấp thuận vay vốn. Quỹ sẽ hỗ trợ tư vấn ngay từ khâu lập dự án, phương án sản xuất kinh doanh đến giai đoạn triển khai dự án sau khi vay vốn. Những hoạt động này đảm bảo nâng cao hoạt động của quỹ cũng như giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Để đảm bảo tính khách quan, rút ngắn thời gian đánh giá hồ sơ dự án, hiện nay quỹ đang phối hợp với ngân hàng nhận ủy thác ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai chương trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp nhỏ và vừa trực tuyến. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sau một năm hoạt động đã có trên 1.000 lượt doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận trực tiếp với quỹ qua các hội thảo, các kênh truyền thông và trung tâm tiếp nhận thông tin để tìm hiểu các chương trình hỗ trợ của quỹ. Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng DNES sẽ tổ chức hội nghị và triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng 2017 với tên gọi là SURF. Sau thành công của sự kiện này vào năm 2016, đây được coi là ngày hội lớn dành cho giới khởi nghiệp cả nước nói chung và Đà Nẵng nói riêng, thông tin vừa được ban tổ chức cho biết. Theo ban tổ chức, SURF 2017 sẽ quy tụ tất cả các doanh nghiệp, các dự án khởi nghiệp xuất sắc tại Đà Nẵng, các đối tác trong nước và quốc tế, quỹ đầu tư, nhà đầu tư cá nhân, doanh nhân, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Sự kiện cũng sẽ có sự tham dự của lãnh đạo thành phố, Bộ Khoa học Công nghệ, VCCI, các đơn vị sở ban ngành nhằm thể hiện cam kết hỗ trợ từ phía chính quyền với tham vọng biến Đà Nẵng trở thành một thành phố khởi nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo không chỉ của cả nước mà còn của cả khu vực Đông Nam Á. Với chủ đề công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp, sự kiện năm nay bao gồm các hoạt động chính như hội nghị, hội thảo với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu về hệ sinh thái khởi nghiệp, các doanh nhân khởi nghiệp thành công, các nhà hoạch định chính sách. Bên cạnh đó còn có các chương trình đặc biệt khác như cuộc thi thuyết trình khởi nghiệp, chương trình bình chọn Mentor of the Year, Gala Dinner trên biển. Theo đại diện Vườn Ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng, sự kiện sẽ là cơ hội lớn để các startup hiện thực hóa kế hoạch kinh doanh của mình. Sự kiện này được tạo ra là dành cho các bạn khởi nghiệp. Chúng tôi cố gắng tạo ra một cái không gian thư giãn nhất, tốt nhất, hợp lý nhất để mời gọi tất cả những nhà đầu tư, những đơn vị khởi nghiệp thành công, những nhà cố vấn khởi nghiệp, tất cả mọi thành tố trong hệ sinh thái khởi nghiệp đến Đà Nẵng. Và đây là một cái cơ hội để các bạn thật sự tỏa sáng, các bạn có thể tiếp cận được tất cả mọi người cùng một nơi, cùng một ngày, trong cùng một thời điểm để chứng minh năng lực, tài năng và khả năng đột phá của mình trong kinh doanh. Các bạn có thể đăng ký một quầy hàng để giới thiệu mình, các bạn có thể đăng ký tham gia cuộc thi pitching, các bạn có thể đăng ký networking, các bạn có thể làm tất cả mọi thứ để chứng minh với nhà đầu tư, với cộng đồng khởi nghiệp rằng các bạn đã sẵn sàng để thành công. SURF 2017 sẽ diễn ra vào 2021 và 22 tháng 7 năm 2017 tại khách sạn Grand Torrent, thành phố Đà Nẵng. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 1.000 người tham dự, cùng hơn 80 gian hàng triển lãm đến từ các công ty khởi nghiệp, startup, doanh nghiệp, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, v.v. Thưa quý vị, Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố về đề xuất chính sách thu hút giáo viên mầm non trước tình trạng nhiều giáo viên mầm non nghỉ việc. Theo thống kê của Sở Giáo dục Đào tạo, trong 3 năm học gần đây, mỗi năm có trung bình 1.000 giáo viên nghỉ việc, bỏ việc. Trong khi đó, hàng năm thành phố vẫn thiếu khoảng 500 giáo viên để đạt định biên. Do vậy, Sở đề xuất thành phố cấp ngân sách cho phép thực hiện hợp đồng giáo viên, nhân viên hỗ trợ việc chăm sóc, nuôi dưỡng, vệ sinh cho trẻ bổ sung theo dạng khoán việc. Hỗ trợ thêm cho giáo viên số tiền tương đương 160 giờ một năm. Hỗ trợ từ 550.000 đến 1,5 triệu đồng một tháng để khuyến khích người có trình độ chuyên môn từ cao đẳng đến thạc sĩ. Sở cũng đề xuất thành phố cho vay ưu đãi không trả lãi cho sinh viên học ngành sư phạm mầm non. Đồng thời có cơ chế cho trường mầm non tuyển dụng nhân sự không gắn với yêu cầu hộ khẩu. Được xem là giải pháp hiệu quả nhằm truy thu với các doanh nghiệp nợ đọng thuế với số tiền quá lớn. Mới đây thì Cục Thuế Hà Nội đã tiếp tục công bố thêm danh sách 86 doanh nghiệp nợ thuế, phí với tổng số nợ hơn 96 tỷ đồng. Theo Cục Thuế thành phố Hà Nội thì trong 86 doanh nghiệp nợ thuế phí và tiền thuê đất thì có 79 doanh nghiệp nợ thuế phí với số tiền gần 83 tỷ đồng và 7 đơn vị nợ tiền thuê đất vào khoảng 13 tỷ đồng. Đứng đầu nhóm nợ tiền thuế phí là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển nhà và dệt may với số nợ 13,4 tỷ đồng, công ty cổ phần tập đoàn Sao Sáng nợ trên 10 tỷ đồng, chi nhánh xây dựng công trình ngầm tổng công ty xây dựng Lũng Lô nợ hơn 6 tỷ đồng v.v. Theo Cục Thuế Hà Nội thì việc công khai danh sách doanh nghiệp nợ đọng thuế là giải pháp truy thu hiệu quả của ngành thuế hiện nay. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, ngành thuế Hà Nội đã công khai nợ thuế của 634 doanh nghiệp và dự án với tổng số nợ là hơn 2.600 tỷ đồng. Sau khi công khai đã có 165 doanh nghiệp nộp thuế với số thuế nộp là hơn 49 tỷ đồng.
Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cư tạm thời đối với công dân đến từ 7 nước Hồi giáo vào tháng 12, 2016, thì giấc mơ nước Mỹ của hàng ngàn người tị nạn Syria đã bị tan vỡ. Nhiều người không may mắn và mắc kẹt tại Jordan. Câu chuyện của anh Mohammed Ali và gia đình anh trong phóng sự dưới đây là câu chuyện điển hình về giấc mơ nước Mỹ của nhiều người tị nạn Syria bị sụp đổ chỉ trong một đêm sau khi ông Trump ký quyết định sắc lệnh trên. Cậu bé đang lau nhà cùng mẹ đó, con nhìn thấy không? Cậu ấy đứng cạnh cửa. Chúng tôi đang đợi ngày để đi, chúng tôi bỏ lại một vài thứ. Chúng tôi mua ba ly và nhét đồ vào. Mỗi ngày chúng tôi đều đợi họ gọi điện và đột nhiên Tổng thống Donald Trump ban hành lệnh cấm nhập cảnh tạm thời đối với dân nhập cư. Năm 2016, nước Mỹ tiếp nhận hơn 10.000 người nhập cư từ Syria và họ hứa sẽ tiếp nhận thêm nhiều người hơn vào năm 2017. Cho tới tháng 1 năm 2017, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cư tạm thời đối với những người nhập cư từ Syria. Jordan là nước có số dân ít hơn 50 lần so với nước Mỹ và họ đã tiếp nhận hơn 650.000 người tị nạn từ Syria. Anh Mohammed Haz Ali là một trong số này. Tôi đến từ tỉnh Dara, Syria. Tôi tốt nghiệp đại học vào năm 2010 từ trường đại học Damascus chi nhánh Dara. Tôi chọn học khoa kinh tế, chuyên ngành tài chính ngân hàng. Ước mơ của tôi là hoàn thành khóa thạc sĩ và tiến sĩ tại đây và tôi đã được tiếp nhận vào học chương trình thạc sĩ. Nhưng vì có vài chuyện không tốt đẹp xảy ra, tôi không thể tiếp tục học nữa. Hai ngày trước khi tôi tới Jordan, cháu, đồng thời là bạn thân của tôi, đi cùng với bọn phiến loạn. Sau đó, anh ấy bị giết hai ngày trước khi tôi tới đây. Mẹ tôi rất lo lắng cho số phận của tôi, bởi vì cái chết luôn cận kề. Tôi đặt chân tới Jordan vào ngày 9 tháng 11 năm 2012. Cũng giống như phần lớn người Syria khi được chuyển tới một đất nước khác, đặc biệt là Jordan. Chúng tôi nghĩ rằng mình chỉ cần ở đó từ 10 đến 15 ngày thôi. Lúc đầu, tôi tới trại tị nạn Zaatari và sống ở đó trong 2 năm. Tôi làm việc với một tổ chức phi chính phủ quốc tế khi sống ở đó. Chúng tôi sẽ hỗ trợ những ai cần giúp đỡ. Bất kỳ ai đang gặp khó khăn, không kể quốc tịch, đều không sao cả. Và nó khiến tôi cảm thấy vui, tôi thấy thanh thản. Vào ngày 1 tháng 6, 2014, thì tôi nhận được một cuộc gọi từ UNHCR ở Amman. Họ hỏi tôi rằng liệu tôi có muốn di cư tới Mỹ hay không. Lúc đầu tôi không muốn đi, bởi vì tôi không muốn sống quá xa nhà. Nhưng dần dần, thậm chí còn không có một chuyến thăm nào trong một tháng. Suốt khoảng thời gian đó, chúng tôi sống ở Jordan trong 4 năm. Vì vậy, tôi phải nghĩ xa hơn cho tương lai. Trong thời gian lập đơn để tái định cư, Ali đã rời trại tị nạn Zaatari và di chuyển tới Ibit. Ibit chỉ cách Syria khoảng 20 km. Hiện có hơn 130.000 người tị nạn Syria sống tại đây. Ali làm tình nguyện viên y tế cho Hội đồng Cứu nạn Quốc tế. Xin chào. Khi thằng bé có thuốc uống, cơ thể của nó sẽ trở nên linh hoạt hơn. Nhưng nếu chúng tôi không kiếm được thuốc, thằng bé sẽ không thể ăn hay làm được gì nữa. Thằng bé phải uống 6 giọt thuốc mỗi ngày, nhưng tôi chỉ cho nó uống có 3 giọt. Tôi không có đủ thuốc cho nó. Tôi sẽ hỏi họ thêm. Không có thuốc, thằng bé có thể chết. Để tôi xem liệu có thể lấy thêm thuốc được hay không. Thủ tục nhập cư vào Mỹ rất lâu và khó khăn.
Họ hỏi về mọi thứ, từ nơi bạn sinh ra, nơi bạn tới và nơi bạn sống. Họ hỏi về công việc của bạn, những thứ bạn đọc. Khi anh tới Jordan, anh làm gì ở đây? Anh có người thân nào ở Syria hay không? Họ hỏi mọi thứ mà mọi người có thể hỏi. Họ hỏi chúng tôi từ sáng cho tới tối và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Vào tháng 12, 2016, tôi tham dự khóa đào tạo văn hóa. Bởi vì tôi đã được chấp nhận cho nhập cư vào Mỹ, tôi nhận được giấy thông báo là đơn xin nhập cư của tôi được chấp nhận và tôi sẽ sớm đi tới đó. Trong nhóm đi với chúng tôi có 20 gia đình nữa. Tất cả những gia đình trong nhóm đó đã tới Mỹ rồi, ngoại trừ tôi, vợ và con trai tôi. Sau 2 năm làm việc, tôi không ngờ rằng kế hoạch di cư của mình bị hủy chỉ trong một đêm. Và thậm chí tôi không thể đi được nữa. Tôi có một đứa con nữa, vì thế chúng tôi cần phải thêm nó vào đơn xin nhập cư và phải bắt đầu thủ tục phỏng vấn lại từ đầu. Vợ tôi và bé sơ sinh đang ở trong bệnh viện. Cậu bé đang được chăm sóc trong lồng kính. Họ sẽ phải ở lại đó khoảng một tháng. Nếu tôi đăng ký cho bé mới sinh, tôi sẽ gặp vấn đề khó khăn hơn. Phải tốn 1.000 đô la để làm hộ chiếu cho con trai của tôi là Khaled. Cá nhân tôi cảm thấy không muốn tới Mỹ nữa. Họ nói rằng chúng tôi không được phép bước chân vào đất nước của họ. Làm sao tôi có thể đi tới đó và cảm thấy an toàn khi sống ở đó được? Tại sao tôi phải tới một quốc gia mà họ không chào đón mình? Diễn biến giằng co quanh mốc đỉnh mới tiếp tục xảy ra với thị trường chứng khoán trong nước trong phiên cuối tuần. Các nhóm cổ phiếu hút dòng tiền tốt vẫn là bất động sản, chứng khoán và dệt may, với thanh khoản toàn thị trường đạt trên 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực cầu vẫn còn rất thận trọng. Chốt phiên thứ 6 ngày 12 tháng 5, chỉ số VN Index ghi thêm 0,05% so với phiên trước, lên 725,37 điểm và là phiên thứ tư tăng điểm liên tiếp. Thanh khoản được duy trì cao hơn mức bình quân 20 phiên gần nhất, cho thấy xu hướng tăng hiện tại đang được ủng hộ bởi dòng tiền giao dịch. Hôm nay đã có hơn 5.000 tỷ đồng giá trị cổ phiếu được giao dịch trên toàn thị trường. Cổ phiếu nhóm bất động sản, xây dựng và chứng khoán vẫn tiếp tục được các nhà đầu tư giải ngân trên cả sàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Upcom. Đáng chú ý, nhiều cổ phiếu dệt may trên sàn HOSE như TCM, TNG, EVE, KMR tăng giá, thậm chí tăng trần khi có thông tin hiệp định TPP sẽ tiếp tục được nối lại. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index sau vài phiên giảm điểm, kết tuần cũng đã lấy lại được sắc xanh và chốt ở mốc 90,39 điểm, tăng 0,54%. Các chỉ số phân tích kỹ thuật và dựa vào tâm lý thị trường, các chuyên gia cho rằng các hoạt động giải ngân vẫn cần được kiểm soát chặt chẽ trong các phiên của tuần sau, tránh các hành động vội vàng khi chưa xác định được xu hướng kế tiếp của thị trường. Thưa quý vị, công ty Nutifood vừa ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Đắk Lắk đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và đồng thời trở thành cổ đông chiến lược duy nhất của công ty cà phê Phước An của tỉnh Đắk Lắk. Chủ tịch công ty Nutifood, ông Trần Thanh Hải cho biết, thỏa thuận này giúp Nutifood mở rộng sản xuất sang lĩnh vực cà phê bằng cam kết đầu tư cho Đắk Lắk phát triển nông nghiệp công nghệ cao trong ngành cà phê, từ cây giống đến trồng trọt, thu hoạch và chế biến và đầu tư nuôi bò sữa. Số vốn ban đầu dự định cho thỏa thuận này là 1.000 tỷ đồng, nhưng kế hoạch cụ thể sẽ công bố trong thời gian tới. Ông Lê Nguyên Hòa, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood cho biết, ngoài việc đầu tư vào cây cà phê, xem xét nuôi bò sữa tại Đắk Lắk cũng là một mảng đáng chú ý. Đắk Lắk cũng có cái tiềm năng rất lớn trong việc là cái vùng nguyên liệu để chăn nuôi bò sữa. Thì chúng tôi cũng với là một cái công ty chuyên sản xuất chế biến về thực phẩm dưỡng và sữa, thì chúng tôi cũng sẽ có những cái đầu tư để cho cái vùng nguyên liệu, vùng chuyên về trồng các loại cỏ, các loại và đầu tư cái nuôi trồng và chăn nuôi bò sữa. Thì về cái cơ cấu thì chúng tôi có ưu tiên hơn cho cái lĩnh vực mới, đó là đầu tư vào chăn nuôi bò sữa. Trong khi đó, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, hứa sẽ tạo mọi điều kiện để Nutifood tiến hành khảo sát và đầu tư có hiệu quả vào tỉnh này. Tiến sĩ kinh tế Trần Du Lịch nhận định, mô hình hợp tác này có khả năng giúp tỉnh Đắk Lắk cải tổ cơ cấu nông nghiệp một cách hiệu quả, giảm dần diện tích trồng trọt nhưng nâng cao giá trị sản phẩm. Cũng ngay trong ngày ký kết hợp tác, Nutifood cũng công bố mua 25% cổ phần của công ty cà phê Phước An của tỉnh Đắk Lắk theo phương thức thỏa thuận và trở thành nhà đầu tư chiến lược duy nhất của công ty này. Theo ông Hồ Sĩ Trung, tổng giám đốc của cà phê Phước An, hiện cơ cấu vốn của cà phê Phước An là 35% vốn nhà nước, 27% bán trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, 25% của Nutifood, phần còn lại bán ưu đãi cho cán bộ công nhân viên của cà phê Phước An. Thì khi mà công ty Nutifood làm một cổ đông chiến lược thì chúng tôi kỳ vọng bốn vấn đề. Cái thứ nhất là về thị trường, sẽ tạo ra một cái thị trường có một cái giá trị gia tăng cao. Vấn đề thứ hai là tôi kỳ vọng vào cái nguồn vốn đầu tư
của một cái công ty lớn, đó là công ty Notifood. Cái thứ ba thì chúng tôi kỳ vọng về cái năng lực quản lý của một công ty, nó tạo ra một cái giá trị gia tăng mới, một cái sức sáng tạo mới. Và cuối cùng là chúng tôi kỳ vọng ở một cái tầm chiến lược của một cái công ty lớn để cùng với công ty Phước An có một cái chiến lược phát triển mang một cái giá trị gia tăng cao trong một cái thời gian khoảng 5 đến 10 năm tới. Phó Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk, ông Nguyễn Tuấn Hà đặt kỳ vọng vào việc Nutifood trở thành cổ đông chiến lược của công ty cà phê Phước An. Hiện công ty Phước An đang đấu giá 3,7 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE, tương đương với 27% cổ phiếu theo cơ cấu vốn đã công bố. Vốn hóa thị trường của cà phê Phước An sau kiểm toán là 136 tỷ đồng. Và bản tin sẽ tiếp tục với các nội dung chính như sau. Ủy ban châu Âu sẽ thanh tra toàn bộ hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm thủy sản của Việt Nam. Chuỗi cửa hàng tiện lợi Family Mart bác bỏ thông tin rút vốn đầu tư khỏi Việt Nam.